tò mò. Phim tên Sủng Nhi, thì Sủng Nhi đó là một cái thời mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua trong cuộc sống của mình, nhiều cái kinh nghiệm chật vui vậy với chị, giống như là mình đang là một nhân vật trong đó như vậy á, sẽ thấy được những cái kinh nghiệm mà ngày xưa từng trải qua. Hào hứng lắm, cứ cảm thấy thích, giống như là mình đang trở về cái tuổi thơ của mình, giống như cái tuổi trẻ của mình đang hòa nhập vô đây cái bộ phim vậy. Như mọi người cũng biết á, thường thì những dự án phim ngắn và phim YouTube á, đa số là phi lợi nhuận và sản phẩm Sủng Nhi lần này rút cát như vậy. Nhưng mà lần này á, riêng bản thân mình á, và rút cát nói chung á, tụi mình muốn đầu tư là chỉnh chu từ tất cả khâu, từ tiền kỳ như là casting, định trang, tạo hình cho style nhân vật. Thì thật sự á, là cái style nhân vật trong phim lần này á, nó dựa trên rất là nhiều tính chất và lại như là từ tính cách nhân vật cho tới ngay cả cái cung hoàng đạo và bản đại diện, thì mỗi cung hoàng đạo sẽ có những cái ưu điểm, nhược điểm khác nhau và từ đó sẽ tạo ra cái style riêng của nhân vật trong phim Sủng Nhi này. Mới giúp xíu thì dự án Sủng Nhi này là dự án series phim đầu tay rút cáp về hai cung hoàng đạo cũng như là về học đường, và thứ đó được chuẩn bị khá là chỉnh chu từ kịch bản cho tới phục trang rồi diễn viên và tất cả mọi người trong ekip, từ ekip diễn viên cũng rất là tâm huyết với những lần này, cho nên là mong mọi người hãy đón xem ủng hộ. Chỉ giống mình có một chút xíu thôi, đó là nó hơi bánh bèo.
hơi hoang dã một chút. Đây lít tre mặc đồ đen quá. Khá là đơn giản. Các bạn thì rất là nghiêm túc. Các bạn đã nhìn thấy rồi đó. Đó là bánh mèo rất là nữ tính. Đàn ông kinh quá. Chị mạnh mẽ cũng có hơn chút nhưng mà không giống lắm. Không được. Thật ra là nói gì là rất là vô tình em thấy mọi người xây dựng bộ thì em cảm thấy rất là tò mò. Em từng em đến các và luôn kiểm tra rõ em là một gia vị cực kỳ thích hợp. Rất là may mắn. Vật này phải có hai mấy lúc hùng tiền. Thì đã cho mình một cái quan rất là hạn ký. Và hy vọng là sắp tới mình sẽ hoàn thành tốt và diễn ra. Không tử lượng mùa rất hay mà. Và các bạn thấy đâu mình lúc sau như mùa không phải thôi. Nên là rất là thích cái bài này. Và phải biết đó, mình không phải là mình lúc nào người ta cũng nghe. Và có cái bỏ nói mình từ sau tới ta nghe lọt tay người ta mới biết là mình không.